Sau khi Thủy An bị cảnh sát giải đi thì Hoàng Sơn nói với Diệu Nhi Diệu Nhi, anh xin lỗi vì những chuyện đã qua Anh không mang lại hạnh phúc cho em mà lại còn cố chấp không chịu buông Anh đã vì một người con gái khác làm em đau khổ Vậy mà không biết nhận ra sai lầm của mình Rồi lại vì tiền để nhận lời một người con gái khác để hại em và đứa nhỏ Tội này của anh không thể tha thứ và cũng không dám đứng trước mặt em nữa nhưng mà vì muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình gây ra Anh mới đến đây Em và Quốc Thiên Tha thứ cho anh được không Diệu Nhi nghe thế thì nhìn Quốc Thiên rồi nói Em và con giờ vẫn bình an Nên anh đừng áy náy nữa Quốc Thiên cũng không để bụng đâu Em mong sau chuyện này Anh sẽ có hướng đi đúng đắn Còn những gì đã là quá khứ Thì anh cứ để cho nó trôi qua đi Cảm ơn em và Quốc Thiên đã hiểu và tha thứ cho anh Chúc mừng em đã chọn được một người chồng tốt. Chúc em và cô Thiên mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nói xong, Hoàng Sơn không chờ Diệu Nhi trả lời mà đã nhanh chóng rời đi. Trợ lý Nam cũng xin phép về công ty, chỉ còn lại vợ chồng Diệu Nhi cùng bà Mai. Bà Mai lúc này ngã khụy xuống nền nhà vì quá sốc với những chuyện xảy ra. Diệu Nhi liền đi tới đỡ mẹ chồng lại sofa rồi hỏi. Mẹ có sao không ạ? À? Anh rót cho mẹ ly nước giúp em quốc thiên liền đi rót nước rồi cầm ra đưa cho diệu nhi cô nhận lấy rồi nói mẹ uống nước đi ạ à? bà mai lắc đầu quốc thiên thấy vậy thì lên tiếng mẹ uống nước cho bình tĩnh lại đi ạ à. còn bên mẹ đang rất sốc nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi cũng đừng tự dằn vặt mình nữa diệu nhi và em bé đều bình an cùng con ở đây với mẹ nên mẹ cũng đừng tự trách mình nữa được không lúc này bà mai mới ngước lên nhìn diệu nhi nói Diệu Nhi, cho mẹ xin lỗi được không? Mẹ già rồi đầu hai thứ tóc mà vẫn để cho một đứa con nít xanh lừa và dẫn dụ không phân biệt phải trái trắng đen. Rồi có những hành động và thái độ không phải với con. Chỉ xem chút nữa thôi là mẹ hại cháu mẹ rồi. Diệu Nhi cầm tay mẹ chồng trả lời. Dạ, con không trách mẹ đâu ạ. Vì ai trong hoàn cảnh của mẹ chắc cũng sẽ đều làm như thế thôi. Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Thiên nên mới thế mà. Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi mọi người đều bình an nên mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa mẹ cảm ơn con nhiều lắm cảm ơn con đã tha thứ cảm ơn con đã hiểu cho mẹ những chuyện đã qua đã cho mẹ thêm được bài học kinh nghiệm không phải ai ngọt ngào cũng tốt người muốn giàu thì luôn tìm mọi thủ đoạn để được ăn sung mặc sướng người nghèo vật chất nhưng lại không nghèo tình cảm mẹ xin lỗi vì lúc trước đã chê con nhà nghèo và ngăn cản hai đứa cũng may hai đứa không từ bỏ mà vẫn ở bên nhau. Bây giờ mẹ chỉ mong gia đình chúng ta sẽ mãi yêu thương và hòa thuận thôi." Nghe những lời mẹ chồng nói, Diệu Nhi biết bà đã thay đổi và đã ngộ ra rồi. "Dạ, con và anh Thiên yêu nhau thật lòng, nên chút sóng gió này chỉ làm cho tình yêu của chúng con ngày càng bền chặt hơn thôi mẹ ạ. Sau cơn mưa thì bầu trời lại tươi sáng và cầu vồng lại càng lung linh đẹp hơn." hạnh phúc của chúng con sẽ càng đông đầy hơn khi có ba mẹ. Giờ Thùy An cũng đã bị bắt, mẹ ở một mình, chúng con cũng không yên tâm. Mẹ dọn qua ở chung với vợ chồng con luôn nhé, như vậy thì tụi con cũng dễ chăm sóc mẹ hơn. Quốc Thiên nghe Diệu Nhi nói cũng có lý, anh gật đầu nói với mẹ. Diệu Nhi nói đúng đấy mẹ, mẹ qua ở cùng bọn con đi. Thôi, mẹ ở đây quen rồi, với lại có cô Sáu ở cùng mẹ, mẹ cũng có người trò chuyện nên không buồn đâu mà ba con sắp tới sẽ về nên mẹ ở đây cho tiện. Dạ, nếu vậy thì tụi con cũng sẽ thường xuyên qua thăm mẹ nha. Bà Mai gật đầu mỉm cười vì cuối cùng Diệu Nhi cũng đã tha thứ và không trách mắc bà. Sau đó, Quốc Thiên và Diệu Nhi ở lại ăn cơm cùng bà rồi mới trở về nhà. Buổi tối thời tiết nóng nực nên Diệu Nhi rủ Quốc Thiên ra ngồi ở ngoài ban công hóng gió ăn trái cây cùng mình. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện khi sáng hoàng sơn nói quốc thiên cứu anh ta nên cô liền hỏi hoàng sơn nói anh cứu anh ta là sao vậy à quốc thiên đưa miếng bưởi cho diệu nhi ăn rồi trả lời à anh nghi ngờ thủy an là người làm ra mọi chuyện nên mới tìm hoàng sơn để hỏi nhưng anh ta trốn kỹ quá nên không tìm được trước đấy thì anh cũng đã nhờ trợ lý nam theo dõi thủy an nên mới phát hiện ra cô ta muốn trừ khử hoàng sơn và kịp thời cứu anh ta khỏi lưỡi hái tử thần nhờ đấy thì mới nhờ được anh ta đến để vạch mặt cô ta hôm nay vậy mà anh giấu em chẳng nói gì mà anh bảo em qua nhà bố mẹ là do lo thùy an hại mẹ con em chứ không phải là vì anh đi công tác đúng không ừ lúc đấy thì anh đã biết cô ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giành lại anh từ em rồi anh sợ cô ta làm hại hai mẹ con nên anh mới kêu em qua nhà ba mẹ ở đó lúc nào cũng có ba mẹ ở nhà có gì xảy ra còn biết được Chứ em ở đây một mình Anh lại đi làm Có chuyện gì xảy ra cũng không kịp về Anh vất vả thời gian qua rồi Thường cho anh nè Nói rồi Diệu Nhi đưa quả nho vào miệng Quốc Thiên Quốc Thiên nhìn cô mỉm cười Và nhai quả nho Vị ngọt của nó cũng không bằng vị ngọt Của hạnh phúc trong anh lúc này Anh ôm cô vào lòng Tay khẽ về lên những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô Thì đột nhiên Cô ngẩng lên nhìn anh hỏi Mấy năm nay ở cùng Thúy An Anh không có tình cảm nào với cô ta sao Vợ muốn hỏi anh tình cảm gì nào Tình anh em Tình thân hay là tình cảm nam nữ Anh biết ý em hỏi rồi Thế mà đừng có lảng đi qua cái khác Anh đâu có lảng đâu Vợ lại không hiểu chồng rồi Mà vợ quên rồi à Anh đã nói là từ trước tới nay Anh chỉ yêu vợ và chỉ có một mình vợ ngự trị Ở trong tim anh mà thôi À mà quên bây giờ có thêm một người nữa <laughs> anh đang nói mâu thuẫn rồi đấy Giờ anh không có một mình em Mà còn có ai nữa Nói mau để em còn biết mà nhường Diệu Nhi mặt phụng phịu giận dỗi Nói làm Quốc Thiên bật cười lớn Ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ Vợ đang ghen đây à Vợ ghen đang yêu quá đi mất Mà vợ lớn rồi chả lẽ lại đi ghen với con nít Em thèm vào mà ghen với con nít Anh nói vậy là sao Người mà anh nói đấy là Là bơ con của chúng ta chứ gì vợ diệu nhi nghe câu trả lời thì hai má ửng lên vì xấu hổ cô im lặng không nói thì quốc thiên đã đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói anh yêu vợ và con nhất không ai có thể thay thế được diệu nhi nhìn quốc thiên nói em cũng yêu anh nhiều lắm quốc thiên mỉm cười gật đầu ôm cô trong lòng mình cả hai nói chuyện thêm một lúc rồi mới vào nhà ngủ Còn Thảo Như, sau khi gặp lại Tiến thì được Tiến chu cấp tiền cho ăn sung mặc sướng, bởi vì anh ta đã xét nghiệm ADN và biết Gấu là con của mình là thật, nên mua cho Thảo Như một căn nhà, tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi và có cả giúp việc nữa. Thảo Như khi có tiền thì tiêu xài ăn chơi, mua sắm đồ hiệu cho thỏa thích và để Tiến duy trì cung phụng mình thì cô ta đã rất chiều Tiến trong khoản quan hệ vợ chồng, nên Tiến càng ngày càng mê mẩn cô ta không rời. Cô ta rất muốn làm vợ danh chính ngôn thuận của Tiến, nhưng Tiến không đồng ý. Cô ta không cam lòng, nên từ từ lấy lòng để Tiến thay đổi. Nhưng cô ta lại không ngờ tới được rằng, cô ta không những không được làm vợ Tiến, mà còn mất đi tất cả. Tiến vốn dĩ là người rất sợ vợ, toàn bộ những gì anh ta hiện có đều là của nhà vợ cả. Dù Thảo Như sinh con trai cho anh ta, nhưng anh ta chỉ có thể âm thầm chu cấp thôi, chứ không bao giờ bỏ vợ lấy Thảo Như, vì lấy cô ta anh ta sẽ mất tất cả cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra vợ tiến biết tiến cặp kè với thảo như nên đã đến nhà bắt tại trận cô ta và tiến rồi quay clip đăng lên mạng xã hội làm cho thảo như không còn đường quay lại trường dạy học nữa và căn nhà tiến mua cho thảo như cũng do vợ tiến đứng tên nên sau khi đánh thảo như thân tàn ma dại thì vợ tiến đã đuổi cổ cô ta cùng gấu ra khỏi nhà làm cô ta phải lang thang cù bất cù bơ không một chốn dung thân vì đi đến đâu mọi người cũng nhận ra cô ta là người cướp chồng người khác nên xua đuổi. Mấy ngày sau, trong lúc đang nấu ăn, Diệu Nhi thấy chị Minh gọi thì lau tay rồi nhấn nghe. Dạ, alo em nghe đây chị. Đầu dây bên kia, chị Minh liền nói. Em biết tin gì chưa? Tin gì chị? Bộ có chuyện gì hết hả chị? Trời đất ơi, em đúng là cập nhật thật chậm mà. Có như nó bị đánh ghen, người ta up clip của nó lên mạng đầy luôn. Ở bên trường giờ đã quyết định đuổi việc nó rồi Nhưng mà không gửi giấy báo về cho nó được Chị còn nghe phong phanh là nó ăn thằng con nó bỏ xứ đi rồi hay sao ấy Diệu Nhi nghe vậy thì thở dài, nói Em cứ nghĩ sau chuyện đấy thì nó sẽ phải thay đổi chứ Mà ai ngờ vẫn chứng là thật đấy Đấy coi như là cái giá mà nó phải trả cho những việc làm sai trái của nó Khi tội thằng nhỏ chưa biết gì mà có một người mẹ như nó thôi Ừ, chị cũng thấy vậy á Mà con này giờ hết thuốc chữa rồi mà hai đứa có tin vui chưa vậy? Chị vừa có tin vui nè, được 5 tuần rồi. Vậy hả? Em chúc mừng chị nha. Em cũng được hơn 9 tuần rồi đây chị. Chị chúc mừng em nhé. Hôm nào dành chị em đi cà phê, chứ sắp vào năm học rồi lại bận bịu. Dạ, vâng chị. Sau đó, cô với chị Minh nói thêm vài câu nữa thì chị bận, nên cô tắt máy rồi tiếp tục nấu ăn. Thời gian cứ thế lại trôi qua, Hôm nay, cả nhà Diệu Nhi ra ngoài sân bay đón ba chồng cô về nước. Trong thời gian đó thì mối quan hệ của cô và mẹ chồng cũng trở nên tốt đẹp. Bà hay nấu mấy món bổ đem sang cho cô ăn, còn mua sắm cho bơ rất nhiều đồ, mặc dù chưa biết là bé trai hay bé gái. Sau thời gian chờ đợi thì ba chồng cô cũng từ trong sân bay. Cô thấy ba chồng thì cúi đầu chào. Ba chồng cô cũng gật đầu đáp lại. Hỏi han một hồi thì Cúc Thiên đưa ba mẹ về chung cư nghỉ ngơi. Rồi hai vợ chồng cô mới quay về nhà Ngồi trên xe Diệu Nhi nhớ ra Hôm nay cũng là ngày mà Thủy An bị tòa xử Nên cô hỏi Quốc Thiên Hôm nay là ngày tòa xử Thủy An Anh có đến tòa án nghe không? Quốc Thiên đang chú tâm lái xe Nghe Diệu Nhi hỏi thì trả lời Anh bảo trợ lý Nam đến rồi Giờ cũng xử xong rồi Cô ta trước tòa vẫn một mực không nhận tội Nhưng với bằng chứng anh cung cấp Thêm Hoàng Sơn lại ra tòa làm chứng nữa nên cô ta cuối cùng cũng phải nhận tội và đã nhận bản án thích đáng cho tội lỗi của mình gây ra diệu nhi nghe vậy thì cũng thử dài nói dạ hy vọng những ngày tháng trong đó cô ta cố gắng cải tạo cho tốt để mau chóng ra ngoài để được làm lại cuộc đời nữa chứ ừ anh cũng mong cô ta vào đấy sẽ nhận ra được những lỗi lầm của mình để sửa mà vợ có mệt không anh đưa về nghỉ ngơi rồi tối có ăn với bố mẹ dạ em không mệt đâu sau đó, Quốc Thiên lái xe đưa Diệu Nhi về nhà. Cứ tưởng anh đưa cô về, rồi sẽ đi làm luôn. Nhưng khi vừa bước vào nhà thì anh đã đi theo sau rồi. Ơ, sao nay anh lại về nhà? Nay anh không đi làm à? Anh không, nay anh tự thưởng cho vợ đấy. Ô, nay anh có một lý do hay ho thế. Em có đòi anh thưởng đâu. Vợ không thích anh ở nhà với vợ à? Thích thì có thích nhưng mà... Chưa kịp để cô nói hết câu quốc thiên đã đặt lên môi cô một nụ hôn dài làm cô không nói tiếp được và sau đó cả hai đã có một cuộc vận động nhẹ nhàng vui vẻ thời gian thấm thoát thoi đưa mới đây thôi mà đã một năm trôi qua cô giờ đã sinh một bé gái rất đáng yêu đặt tên ở nhà là bơ cô cứ tưởng có con thì mình sẽ bận rộn như bao bà mẹ bỉm khác nhưng trái với suy nghĩ đó cô lại nhàn nhã vì bơ được ông bà nội ngoại thay phiên nhau chăm sóc cô chỉ cho bơ bú xong là ông bà chơi và cho bơ ngủ rồi. Còn Quốc Thiên đi làm thì thôi, cứ về nhà là phải ôm con bé thủ thỉ nói chuyện nhiều đến mức cô phải giả vờ giận dỗi nói. Ba có bơ cái là cho mẹ ra rìa luôn. Thì lúc đấy anh mới chịu đưa bé con cho cô. Anh bây giờ chăm con còn khéo hơn cả cô nữa. Từ pha sữa đến thay bỉm cho con, anh làm rất thuần thục, nên hầu như buổi đêm là anh làm hết. Vì vậy cô không phải thức đêm để lo cho con như các bà mẹ bỉm khác hôm nay bơ tròn sáu tháng cúc thiên đưa mẹ con Diệu nhi ra ngoài đà nẵng chơi lần đầu được đi chơi xa bơ hào hức lắm cô bé không ngủ mà liên tục hóng chuyện đảo mắt nhìn xung quanh lâu lâu còn nhảy miệng cười trông rất đáng yêu buổi chiều sau khi tắm và thay quần áo cho bơ xong thì cúc thiên đưa hai mẹ con ra cây cầu tình yêu dạo mát tới nơi anh ôm bơ đi đến chỗ treo ổ khóa để tìm xem móc khóa của hai người ở đâu rồi vậy cô lại diệu nhi cũng đi tới thấy ổ khóa vẫn còn cô nghĩ lời mong ước của mình khi ấy đã trở thành hiện thực cô và anh bây giờ đều hạnh phúc bên nhau được gia đình hai bên chấp nhận và còn có thêm một thiên thần nhỏ đáng yêu nữa cô đã nghĩ khi kết thúc cuộc hôn nhân với hoàng sơn thì có lẽ cô sẽ không bao giờ mở lòng được với một ai nữa nhưng nhân duyên lại cho cô gặp lại anh người yêu cũ và cũng là người yêu đầu tiên của cô trái tim cô lại một lần nữa thổn thức như ngày đầu cả hai yêu nhau cứ nghĩ chia tay là hai người đã hết duyên nợ nhưng ông trời lại đem anh về chữa lành vết thương lòng cho cô để cô và anh tiếp tục mối duyên này cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió thì cô và anh cũng ở bên cạnh nhau bước những bước đi thật hạnh phúc và bơ xuất hiện như gắn kết chặt hơn vào tình yêu của cả hai phía xa xa hoàng hôn dần buông xuống nhìn quốc thiên ôm bơ cười vui vẻ mà cô cũng khẽ mỉm cười mà nói trong gió cảm ơn anh đã mang lại hạnh phúc cho em Anh tình cũ À, mà bây giờ phải gọi là chồng mới đúng chứ nhỉ? Em yêu anh, chồng của em.